Kỳ lạ tượng Phật 700 tuổi ẩn mình trong rễ cây ở Thái Lan. Mahathat được xem là ngôi chùa có vị trí rất quan trọng và nó là di tích trung tâm của hoàng cung Ayutthaya. Đây là điểm đến rất được nhiều du khách chọn lựa khi ghé Thái Lan bởi hình ảnh đầu của một tượng Phật làm bằng đá ẩn mình trong rễ cây sung cổ thụ cả trăm năm nay. Tượng mặt của Phật được bao bọc bởi rễ cây cổ thụ là một khung cảnh kỳ lạ tại cố đô Ayutthaya. Bức tượng 700 tuổi với khuôn mặt Phật từ bi thánh thiện đem lại cảm giác linh thiêng, thanh tịnh và bình yên cho du khách khi ghé thăm nơi này. Người Thái cho rằng có một binh lính đã đặt đầu của pho tượng Phật vào gốc cây nhằm mục đích là cầu cho sự bình an khi cố đô bị chiến tranh tàn phá. Trải qua nhiều thập kỷ, những chùm rễ vươn ra ôm trọn lấy khuôn mặt của Đức Phật tạo nên một kiệt tác độc nhất vô nhị, sống động đến kỳ lạ. Kiệt tác này còn có một điều bí ẩn khác, gây sự ấn tượng rất mạnh đối với các chuyên gia nghiên cứu về thực vật. Đó là rễ cây cổ thụ dù phát triển mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng không bao giờ che lấp gương mặt của Phật. Dường như cây cũng có một linh tính mách bảo nào đó. Vạn vật trên đời sinh ra đều có bản tính tiên thiên, biết kính ngưỡng thần Phật. Rễ cây không bao giờ che khuất gương mặt của tượng Phật. Đây là một cái tâm thành kính của chúng dành cho Đức Phật từ bi. Ngoài Thái Lan thì tại Trung Quốc cũng xuất hiện một bức tượng kỳ lạ y như vậy.